Đang nhiệt độ bình thường mà. Pin nhiệt độ bình thường. Còn bây giờ cái này là đâu cất đi không hỏng của bạn à? Đúng Đấy, bên rồi. này cất đi, này đâu cất đi. Xuống nhà lấy cái thuốc cái bàn nhé. Để xuống nhà lấy thuốc cái bàn nhé. Lên ba uống nhá. Ok, đi đi đi. Đấy, đi đi. 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 Mình lấy cho bà thuốc này uống buổi sáng mà mình lấy nhầm thuốc rồi, không có phải thuốc này đâu nè. À, thuốc thuốc này là thuốc uống buổi sáng à, biết rồi. À, cảm ơn nhá, thank you BB nhá. Rồi. Cảm ơn nhá. Ba xuống ba lấy thuốc uống đâu, mình lấy nhầm thuốc buổi sáng nhá. Nên nó không phải lấy thuốc đâu nhá.